Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông, ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc có lẽ không phải là một vấn đề mới lạ đối với chúng ta, khi trải dài khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, đã có đến 13 nước đang vướng vào những cuộc xung đột trên nhiều phương diện với Trung Quốc, đặc biệt trong đó có cả Nga và Triều Tiên. Thế nhưng, người xưa đã có câu vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Trung Quốc có thể gây hấn với toàn nhân loại nhưng lại không bao giờ dám đối đầu trực tiếp với siêu cường số 1 thế giới là Hoa Kỳ. Phần lớn lý do đến từ tiềm lực quân sự khổng lồ của xứ sở cờ hoa. Vậy Trung Quốc khiếp sợ vũ khí duy nhất của Mỹ nếu như phải đối đầu với nước này và trong một cuộc chiến tranh toàn diện. Trước những thách thức chiến lược của một Trung Quốc ngày càng hung hăng, Mỹ sẽ chuyển trọng tâm răn đe bằng vũ khí thời chiến tranh lạnh sang răn đe bằng vũ khí công nghệ cao. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ đã triển khai 250.000 lính Mỹ đóng tại Tây Đức làm lực lượng răn đe và ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng từ Liên Xô. Đồng thời tích cực phát triển lực lượng hạt nhân, lúc đỉnh điểm Washington có trong tay tận 31.000 đơn vị vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, loại vũ khí răn đe hiệu quả của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh chính là các tàu sân bay và máy bay ném bom chiến lược B-52. Cuộc cạnh tranh địa chính trị của Mỹ và Trung Quốc diễn ra không chỉ trên đất liền mà còn trên biển, trong không gian vũ trụ và không gian mạng. Hải quân Mỹ với thế mạnh luôn là bá chủ trong lĩnh vực hàng hải toàn cầu, thế nhưng sức mạnh hải quân của Trung Quốc không thể xem thường. Tất cả những chuyên gia hoạch định chiến lược của Mỹ đều có sự nhất trí đồng thuận cao khi cho rằng hải quân là lực lượng quân sự quan trọng nhất để bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ. Vì vậy, phải tập trung đầu tư. Nhưng sang đến thế kỷ 21, tàu sân bay lại không phải là vũ khí chủ lực của hải quân Mỹ, mà vũ khí chủ lực là 92 tàu tuần dương và khu trục hạm được trang bị trong hệ thống Aegis, đang hoạt động trên tất cả các đại dương, thực hiện các hoạt động tự do hàng hải. Những tàu chiến này đảm bảo quyền thống trị của Mỹ trên các đại dương và hộ tống hạm đội, kể cả tàu sân bay, khỏi các mối đe dọa tấn công bằng tên lửa và đường không. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo chính phủ Mỹ nên xem xét cẩn thận để có thể duy trì ưu thế hàng hải của mình, đặc biệt là đầu tư vào các tàu chiến đấu trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Hiện tại, hệ thống chiến đấu này đã được tích hợp trên toàn bộ các tàu khu trục lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm Ticonderoga. Nhiều khán giả ở đây chắc hẳn đã từng nghe về sức mạnh vượt trội của hai con tàu này trong vai trò phòng không chống hạm, chống ngầm. Ticonderoga được trang bị tới 120 ống phóng thẳng đứng MK-41, có thể mang theo nhiều loại tên lửa khác nhau. Còn Arleigh Burke được gắn từ 90 đến 96 ống. Nếu kết hợp với nhau, chúng có thể thiết lập ô phòng thủ trên không, mặt biển và dưới nước để bảo vệ cho cả nhóm tác chiến tàu sân bay. Nhưng thực tế, chúng sẽ chẳng thể phát huy được uy lực của mình nếu thiếu đi hệ thống chiến đấu Aegis. Vậy hệ thống này có gì đặc biệt mà có thể biến một con tàu chiến đấu bình thường trở thành cơn ác mộng của hạm đội trên khắp cả đại dương? Hãy dành ra một chút thời gian để cùng với Tin Mới tìm hiểu nhé! Hệ thống chiến đấu Aegis do Hải quân Mỹ triển khai được mệnh danh là hệ thống chiến đấu tiên tiến và phức tạp nhất thế giới, là trái tim của hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo xuyên quốc gia mà Mỹ đang xây dựng. Nó được hiểu đơn giản là sự tích hợp của nhiều thành phần khác nhau dựa trên một số hệ thống cảm biến riêng biệt để theo dõi và phát hiện các mối đe dọa khác nhau, từ mìn, ngư lôi, tàu ngầm đến các mục tiêu trên không, tên lửa chống hạm, tên lửa đạn đạo. Vũ khí chính của hệ thống chiến đấu Aegis là tên lửa đánh chặn Standard Missile SM. Các biến thể đời đầu của hệ thống này thì sử dụng tên lửa đánh chặn Dream 6667156. Đây là loại tên lửa nhiên liệu rắn, có tầm bắn tối đa tới 170 km với tầm cao 25 km. Biến thể SM-2 Block 3A sử dụng đầu dò radar bán chủ động. SM-2 Block 3B sử dụng đầu dò hồng ngoại bán chủ động. Các biến thể Aegis hiện đại hơn sử dụng tên lửa đánh chặn Dream 161SM-3. Tên lửa có tầm bắn lên đến 2.500 km, tầm cao tới 1.500 km và nó được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa ở bên ngoài tầng khí quyển. Thế nhưng để chiếm thế thượng phong trong trận chiến lớn hơn với Trung Quốc, bắt đầu từ những con sóng ngoài Biển Đông, thì Hoa Kỳ cần phải chuẩn bị nhiều hơn thế. Và một trong những chiến binh mà Lầu Năm Góc đang nắm giữ khiến Bắc Kinh khiếp sợ nhất chắc chắn phải kể đến tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk, sứ giả của chiến tranh. Thật vậy, tên lửa Tomahawk luôn đóng vai trò mở màn quan trọng mỗi khi Mỹ muốn tuyên chiến hoặc tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu tại một quốc gia nào đó.
Điểm đến của Tomahawk trong những năm gần đây là Iraq, Afghanistan, Libya và mới nhất là Syria. Thậm chí loại tên lửa hành trình có độ chính xác cực cao này giờ đây đã được quân đội Mỹ ưu tiên trang bị trên tất cả các phương tiện chiến đấu không chỉ của không quân lẫn lục quân mà còn cả của hải quân. Ở phiên bản hải quân, nó có hai biến thể là Block 5A trang bị đầu đạn chống hạm, có khả năng tấn công tàu mặt nước cách xa tới 1.609 km, và Block 5B lắp đầu đạn tấn công mục tiêu trên bộ. Nó cũng được tích hợp một đầu đạn mới có phạm vi hoạt động rộng hơn với sức công phá mạnh hơn. Theo tin mới thì phạm vi hoạt động của Tomahawk đóng vai trò đặc biệt quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc cũng đang gia tăng cạnh tranh về sức mạnh của tên lửa. Trong đó phải kể đến các tên lửa hạt nhân là DF-26 và DF-21 của nước này với tầm hoạt động lần lượt hơn 4.000 km và hơn 2.100 km. Những tên lửa này không chỉ được sử dụng cho các bệ phóng thẳng đứng VLS trên tàu mặt nước mà còn trên tàu ngầm tấn công. Nhưng khi loại tên lửa hành trình tấn công giàu kinh nghiệm trận mạc nhất thế giới của Mỹ chút xuống thì Bắc Kinh chưa chắc đã có thể tránh khỏi bất ngờ và tìm được phương thức đánh chặn hiệu quả. Bởi suy cho cùng, một núi lý thuyết cũng không bằng một lần thực chiến. Và chẳng có gì đáng sợ hơn khi Mỹ có thể đạt được 100 đầu đạn hạt nhân trên thềm nhà của Trung Quốc mà Bắc Kinh thậm chí còn không biết hoặc không thể làm gì. Thật vậy, tàu ngầm hạt nhân mạnh nhất của Mỹ là chiếc USS Nevada thuộc lớp Ohio, mang theo 20 tên lửa đạn đạo Trident và hàng chục đầu đạn hạt nhân, đã có chuyến thăm căn cứ ở đảo Guam thuộc lãnh thổ của Mỹ hồi đầu năm. Vì chuyến thăm của Mỹ đến hòn đảo chỉ cách Đài Loan 2.700 km về phía Tây và những xung đột liên quan đến Đài Bắc đã khiến mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh chưa bao giờ thôi nóng bỏng. Nhưng rốt cuộc, Trung Quốc vẫn phải rụt rè chiếc tàu ngầm lớp Ohio một bước bởi vì nước này không có kinh nghiệm trong chiến tranh chống tàu ngầm và thiếu vũ khí chống ngầm. Không tàu ngầm nào của Bắc Kinh, bao gồm tàu hạt nhân lớp Shang hay tàu ngầm điện Diazhen lớp Yuan, có thể sánh được với tàu ngầm lớp Ohio về các thiết bị cảm ứng, tàng hình và vũ khí. Còn tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và trang bị tên lửa đạn đạo Tai-092 và Tai-094 mà Trung Quốc đang nửa úp nửa mở thì chưa được kiểm chứng. Phần lớn các hạm đội tàu chiến của Trung Quốc, bao gồm tàu sân bay Liêu Ninh, cũng có vũ khí chống ngầm nhưng số lượng không xác định, và nhiều loại vũ khí bao gồm ngư lôi chống ngầm được sao chép từ vũ khí cũ của phương Tây và Liên Xô. Bắc Kinh đã bắt đầu đưa vào sử dụng các tàu hộ vệ Tai-054A vào năm 2008. Chúng được trang bị hai giàn phóng ngư lôi 3 ống loại 320mm. Bố trí trên boong ở hai bên mạn giữa hai cột tàu. Hai giàn phóng rocket chống ngầm loại 6 ống Tai-87 bố trí trên boong mũi sau vách chắn sóng trước pháo chính. Tuy nhiên, cái khó ở đây là chưa ai trong chúng ta kiểm chứng được sức mạnh này của tàu Tai-054A. Như vậy, năng lực sân ngầm của Trung Quốc vẫn là một dấu hỏi lớn đối với thế giới. Và trong một cuộc xung đột tương lai, các tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Mỹ chắc chắn sẽ tung ra những cú đấm cực mạnh vào khả năng tác chiến dưới lòng biển của Bắc Kinh. Tuy nhiên, trên thực tế, sức mạnh răn đe đáng tin cậy nhất không phải là năng lực hải quân mà là sức mạnh không quân của Mỹ. Trong ít nhất 3 thập kỷ qua, Hoa Kỳ đã thống trị lĩnh vực hàng không. Gần đây, Trung Quốc đã sở hữu những trang bị mạnh mẽ tương tự như máy bay chiến đấu và tàu chiến của Mỹ. Nếu Washington muốn kiềm chế họ, phải phối hợp chặt chẽ với các đồng minh nhằm phá tan chiến lược phòng thủ chống tiếp cận, phong tỏa khu vực của Bắc Kinh. Mỹ đã ở trong tâm thế cửa trên trong vài thập kỷ qua và không nghĩ rằng họ sẽ phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Washington luôn cho rằng họ luôn chiếm ưu thế trên không, nhưng Mỹ đừng vội quên họ đã mất 3.744 máy bay tại chiến trường Việt Nam. Kế hoạch hiện tại của quân đội Mỹ là tiếp tục duy trì 76 máy bay ném bom chiến lược B-52 cho đến ít nhất là năm 2050. Ước tính tổng chi phí thay động cơ cho số máy bay này đã lên tới 1,4 tỷ đô la Mỹ. Vì B-52 là mẫu máy bay thời kỳ đầu của thời đại máy bay phản lực nên hiệu suất của nó thấp hơn nhiều, trong khi chi phí lại rất cao. Chính vì thế mà bóng ma B-2 Spirit sẽ là lựa chọn hợp lý hơn nhiều. Ban đầu được coi là một máy bay ném bom hạt nhân chiến lược, B-2 sau đó được cải tiến vào cuối thời kỳ chiến tranh lạnh để hoạt động như một máy bay ném bom tiêu chuẩn. Nó có khả năng xuyên thủng các mạng lưới phòng không, bay tới 9.656 km không cần tiếp nhiên liệu và có thể mang theo 40 tấn bom dẫn đường. Máy bay ném bom B-2 là nỗi sợ hãi đối với Bắc Kinh vì nó không bị radar phát hiện và có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Trung Quốc. Nó có thể cất cánh từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam và tấn công các mục tiêu từ Tân Cương cho tới Thượng Hải. Nếu Mỹ và Trung Quốc đụng độ trong cuộc chiến tại Tây Thái Bình Dương thì Bắc Kinh rất có thể phải chịu vô vàn cuộc tấn công tại bất cứ nơi nào trên lãnh thổ, hậu quả vô cùng nặng nề. Với B-2, không nơi nào trên lãnh thổ Trung Quốc sẽ an toàn. Bất cứ căn cứ không quân, kho đạn, ga tàu hỏa, nhà máy phát điện hay cảng biển nào của Trung Quốc cũng có thể bị tấn công.
diện tích không phận Bắc Kinh phải bảo vệ tăng lên đáng kể và Trung Quốc sẽ phải phân tán không lực gồm 296 máy bay chiến đấu Su-27 và Su-35 trên toàn quốc, khả năng đánh phát hiện và đánh chặn sau đó sẽ không được đảm bảo. Máy bay ném bom B-2 là một hệ thống vũ khí nữa, thể hiện ưu thế vượt trội mà Mỹ đang sở hữu. Trong bất kỳ cuộc xung đột có thể xảy ra với Washington, Trung Quốc không thể hy vọng tấn công lãnh thổ Mỹ bằng vũ khí thông thường, ngoại trừ vũ khí mang hạt nhân. B-2 thực sự không có đối thủ tương thích trong kho vũ khí của Bắc Kinh. Một báo cáo cho biết, một mẫu máy bay ném bom tàng hình đang được phát triển tại Trung Quốc, nhưng đồn đoán thì vẫn chỉ là đồn đoán. Đến nay vẫn chưa có mẫu máy bay nào như vậy được tiết lộ chính thức. Không giống như các loại vũ khí khác, bóng ma này đã từng tấn công Trung Quốc. Một máy bay B-2 đã tấn công nhầm vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade. Trong một chiến dịch không kích của NATO vào năm 1999, vụ tấn công đã khiến cho 3 công dân Trung Quốc thiệt mạng và 20 người bị thương. Đã nói đến lực lượng không quân Hoa Kỳ thì đừng quên nhắc đến tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II, một trong những cái tên hiếm hoi có thể khiến Trung Quốc sợ mất mặt. Với thông số chiến đấu, có lẽ các bạn ở đây còn thuộc hơn cả tôi. Dù có một lịch sử phát triển chông gai do ngân sách bị cắt giảm và chậm tiến độ, nhưng nếu F-35 hoạt động như nhà phát triển quảng cáo, nó sẽ là một trong những tiêm kích đáng gờm nhất thế giới. Tất cả các hệ thống phòng không của Trung Quốc, từ máy bay cảnh báo sớm tới tên lửa đất đối không, bảo vệ tàu sân bay hay hệ thống tên lửa vác vai sẽ không đủ khả năng chống lại máy bay tàng hình. Trong khi máy bay chiến đấu như F-35 cực kỳ đắt, một lực lượng có khả năng tàng hình sẽ khiến các kẻ thù phải đầu tư tốn kém để nâng cấp hệ thống phòng không của họ. Cũng giống như F-22, Raptor, F-35 được trang bị một bộ cảm ứng hiện đại có thể thực hiện các sứ mệnh thu thập thông tin tình báo, do thám và chiến tranh điện tử. Hệ thống ANAAQ-37 của F-35 được cho là có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo và các mục tiêu khác trong phạm vi 1.287 km, trong khi hệ thống radar APG-81 có thể vẽ bản đồ địa hình và lực lượng của kẻ thù trên mặt đất. Những tính năng này không chỉ có tác dụng trong thời chiến mà cả thời bình. Và quan trọng hơn cả là lực lượng phòng vệ Nhật Bản, kẻ thù truyền kiếp của Bắc Kinh cũng đang trang bị F-35A. Thậm chí, đồng minh thân cận của Mỹ là Anh cũng được trang bị F-35B trên tàu sân bay Queen Elizabeth và sẽ được triển khai đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để phối hợp với Hải quân Mỹ tạo áp lực cho đất nước đông dân nhất thế giới. Điều này sẽ khiến Trung Quốc phải đối phó với một liên minh không quân có hiệu quả chiến đấu cao và khả năng sống sót mạnh mẽ. Đây mới là biện pháp răn đe hiệu quả nhất đối với Bắc Kinh. Như vậy, chưa nói đến việc tấn công đến đất liền mà chỉ giao tranh ngoài biển thôi là đã đủ để khiến Trung Quốc phải kinh hồn bạt vía trước tiềm lực khổng lồ của Mỹ. Tuy nhiên, Bắc Kinh là một trong những quốc gia rất kín tiếng, hiếm khi thông tin về những dự án vũ khí được tiết lộ công khai. Biết đâu họ đang sở hữu trong tay những con quái vật chưa từng được công bố và chúng ta chỉ biết khi chiến tranh thực sự nổ ra. Theo bạn, nếu giả thuyết này là thật thì bạn nghĩ đó là loại vũ khí bí mật nào? Xe tăng, tàu sân bay, tên lửa hay vũ khí hạt nhân chiến thuật, chiến lược? Hãy chia sẻ dự đoán của mình xuống phía bên dưới để cùng bàn luận với mọi người. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để tiếp tục đồng hành cùng tin mới trong những chặng đường tiếp theo. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.